Đấy, một em đen đực tài dựng nha các bác nha. Đen đực tài dựng. Con này đốm lưỡi nhiều. Được hết à? Thế thì được hết còn đâu nữa. 2,5 triệu hết à? Hai con này 2 triệu. 2 triệu một con. Đấy, dòng xù tai dựng nha là 2 triệu. Đấy, con đốm lưỡi cực nhiều đen tuyền này là giá 2,5 triệu. Đấy, có bớt tí nào không anh ơi? Bớt cho 200 để bớt cho 200 mà để tiêm phòng à? Mũi ướt nha con nha. Con tiêm mũi 2 rồi, con mũi 1 tiêm rồi. À con này mũi chỉ tiêm mũi 2 thôi. Mũi 1 tiêm hết rồi. À. Đấy, đỏ thì tứ túc mai hoa. Đây, bác nhìn rõ chân tứ túc mai hoa này. Đấy. Đằng sau cũng mai hoa. Đấy, con em đen này này. Nhìn cực thích luôn này. Mõm hộp. Đấy. Nó gọi là dòng mà xù tai dựng. Nhìn tai nó nhỏ. Đen tuyền nhé, không có sợi trắng nào luôn. Có thì nó chỉ có phớt phớt một tí đấy thôi, không ảnh hưởng. Đấy, gọi là đen tuyền hết. Em trong này là đẹp nhất các bác nhé, 2 triệu giá 2 triệu 3 nhé. Lưỡi gần thép luôn. Rồi, các bác nhanh tay thì được. Chậm chân thì người ta bán mất các bác nhé. Đấy là em giới thiệu con đẹp rồi đấy. Đấy. Vâng, bác chắc 1973 nhá. Nguyên nhá, chắc 1973. Em vừa mới giới thiệu một con đen đẹp đấy, xù đen tuyền đẹp luôn cho các bác đấy. Đấy. Hôm nay là chó gì đấy bác? Chó xù hay là chó Nhật hay là chó gì? Chó xù đây. Cái này chó lay. Chó lay à? À, chó lay huyền đề kép này. Màu vàng ngực trắng rất đẹp luôn, chó lai. Con này bác bán bao nhiêu? Trả 1,2 triệu à? Thế chị có bán không? Đấy, con lấy không? Anh chị có bán không? À, thế à? À. Đấy, các bạn này, những cái dòng này thì nuôi về trong nhà, trong cửa tốt đấy. À, về làm cảnh. Rồi, em cảm ơn bác nhé. Bên này dưới này đấy rồi. Đây nhìn cũng là một em mông cộc này, cộc tứ mục, à, đuôi dài. Ngồi dậy thì là thấy được tứ mục, đuôi dài. Đấy, mọi người đi chợ ngắm chó cũng khá là đông các bác ạ. À, nhiều bác cũng phải đích thân lên tận chợ để chọn được chú cún mà mình ưng ý. Vâng, còn mà hai em đẹp bên này. Đây, một em nâu. Hai em nâu cà phê các bạn. À, nâu sô-cô-la. Màu nâu sô-cô-la. Những em này thì phải thay lông xong nhé. Phần thay lông xong thì mới đẹp được. Còn bây giờ nhìn nó lông nó bạc bạc. Cái này phần nhẵn này. Nó bắt đầu thay lông ấy các bạn. Nên là nó... Đây các bạn nhìn cái màu lông chân là cũng xong xuôi hết rồi này. Đấy. Em này thì tai cụp. Tai cụp nhé, tai to, tai cụp này. Đuôi khóa trái, đốm lưỡi đuôi khóa trái. Con này lưỡi đốm trên 50% đấy con này. Con này đốm. Nhưng mà nhìn con này vẫn đẹp hơn. Nhìn con này nó nhanh nhẹn khôn hơn. Đầu hai con này khác nhau. À, con này không tuyền mờ hẳn. Vẫn còn được còn tí trắng được. Con này đốm tí đẹp được. Không một tí. Con đấy tuyền hơn. Con này cũng có một tí. Con có một tí. Gọi là không chuẩn hẳn. Đấy. Mà
mấy em này thì tầm chỉ có tầm 2 tháng thôi các bác.